Hôm nay mình sẽ chơi trốn tìm với Hero Team và những người bạn của mình. Họ chơi trốn tìm phong cách siêu gian lận. Hả? Thế này làm sao mà tìm được chứ? Nhưng mà có một điều những người bạn của mình không ngờ, đó chính là mình đã sử dụng kính nhìn xuyên tường. Dù họ trốn ở đâu mình cũng sẽ tìm ra được, dù khó cỡ nào. Trốn ở đây sao tôi biết rồi nha. Bạn có thể chạy nhưng bạn sẽ không bao giờ trốn được, bởi vì mèo Simi đã bật chế độ gian lận 100%. Để xem nào. Hả? Thôi được rồi, bây giờ mọi người cứ đi đi trốn nha, em sẽ đi tìm. Ok, được rồi, chuẩn bị đến okay, nè. Tất cả mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Sam Kai bình tĩnh. Mọi người đến đây, mọi người nhìn tôi thể hiện này. Tôi bắt gian này, 3, 2, 1, 3. Ôi, thấy chưa? Ui, gian lận là đây chứ đâu. Lần trước chị xem video của em rồi, em gian lận bằng cái camera này. Ui, trời ơi, nhiều cạn rồi mọi người ơi, xung quanh mình nhiều cạn lắm nha. Trời ơi, Kai không ngờ là Chim là con người như vậy đâu. Chim chơi mà Chim chơi anh Giang là sao vậy? Đó chỉ là cái camera thôi mà mọi người. Trời ơi, camera gì mà có xung quanh đây này. Hello, nhìn Kai với mọi người, Kai ở đầu kia kìa, hello. Thôi, em xin lỗi. Rồi, bây giờ chị cứ tịch thu đi, rồi bây giờ mọi người đi trốn đi, em đi kiếm cho. Đây, rồi. Ơi, cũng không bé luôn nha. Bây giờ Sam với Kai cứ đi trốn đi, chị ở đây canh Chim, lúc thất bại ai. Rồi gắt vậy chị, thôi đi Kai đi trốn em đi. Em thấy vậy là nó hợp tình hợp lý đó. Chị đứng đây nha, tìm đi trốn đi. Rồi đi trốn lên mọi người ơi. Rồi bây giờ em ấp mặt vô tường là được chứ vậy. Thôi. Ủa vậy chị, bây giờ em được này. Úp mặt nhanh cái gì mà không có gì mà có không nhiều mặt thật rồi nhanh. Trời gắt quá à. Cái bạn nghĩ chị ca mui gọi là canh chừng tôi 24/24 mà tôi không ăn gian được sao, xin lỗi. Tôi nhìn vậy thôi chứ cái gì tôi cũng có hết trơn á. Đây, tôi biết thế nào bà cô mui cũng sẽ ăn cắp gọi là cái camera hắc của tôi, nên tôi đã chuẩn bị một cái món bảo bối khác. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Hãy chà. Ta biết mọi người, đây chính là kính xuyên tường. Trời ơi, kính này hay lắm nha. Mình đeo lên một cái mình sẽ nhìn khắp mọi nơi, dù mình chỉ đứng yên một chỗ thôi nha mọi người. Mọi người tin không? Tôi làm một cái cho mọi người tin luôn nè. Ê xem ai làm gì mà lấy giờ cứ làm bà làm bầm mày. Tôi úp mặt rồi đừng có nhất thiết phải làm bà làm bầm hay nói chuyện với tường hay gì. Dạ được rồi, em úp mặt vô tường được gì. Rồi chuẩn bị đếm nè. Các bạn đếm xem đi, bắt đầu đếm đi, bắt đầu đếm đi. Kích hoạt chế độ xuyên tường. Hay. Oh my god, trời đây là mình nè. mình nè. À chị Cam ơi đang đứng đây nè. À rồi em đếm nha chị Cam ơi. 5 10 15. Đếm Cam ơi sao? Thôi bây giờ mình sẽ đi kiếm chị Sammy Đào mình trước. Ok, dịch chuyển tới Sammy Đào. Hỡi cha. Ui. Ở đây là ở đâu đây, có thấy ai đâu? Khoan, chị gái tôi đang làm gì vậy ta? Không có ai đúng không? Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị trốn, chờ cái chỗ trốn của tôi chắc chắn không ai tìm được. Với công nghệ pro của tôi thì chỗ trốn này làm sao mà tìm được. Từ từ đi xem quay. Quay không? Từ từ. À, đầu kia Sim Nam ấp mặt đúng không ta? Để qua Sim Băng Giang không nè. Để tới nghĩ nghĩa thôi. Sim đang ấp mặt. Chắc không ăn gian rồi. Làm sao Sim biết được. Rồi. Đây. Cái gì đây? Thân cho tròn. Wow. Cái gì? Hầm bí mật gì? Ở dưới đây luôn hả? Bây giờ mình sẽ đập cái nút này. Làm sao ai biết được đúng không? Trời ơi, đỉnh vậy sao? Trời ơi, tính ra là sao chơi gian gian luôn mọi người. Nhưng mà không sao, bởi vì chùm hacker như tôi ở đây đã phát hiện sự thật của Sami Đào rồi mọi người ơi. Chị chết em rồi, ok, trở lại. Một phút quảng cáo. Các bạn đã biết tin gì chưa? Đó chính là hiện tại shop hero.vn đang bán Lego của mèo Simi. Trời ơi, nhìn kìa, siêu dễ thương luôn á. Và hiện tại Lego mèo Simi đang có giá là 90k, nên các bạn đừng quên mua ngay để có Lego Simi trong tay nha mọi người. Truy cập ngay vào shop hero.vn để mua nha mọi người. Mua nha. Tôi cũng phải đi mua một cái mới được. Đã trở lại rồi. Chị gái Sammy Đào của tôi trốn chỗ cũng hắc đó, cũng hơi bị đáng sợ đó nha. Nhưng xin lỗi, em là chùm hacker, không có ai qua được em hết trơn á.
ở đây sao? Để tôi coi. 1, 2, 3. Ok, được rồi, mình sẽ trời ơi, Sammy còn mở nguyên một bữa tiệc barbecue ở dưới kia luôn rồi mấy bạn ơi. Ngon quá, trời ơi, đứng đây ngồi ăn mà muốn mập luôn mà Sammy còn không thèm xuống mấy bạn ơi, chắc chắn là thắng rồi. Ủa ngon dữ vậy, Sam ơi cho em ăn với. Trời ơi, ngon cái gì mà ăn đi, em thử ăn nghe, trời ơi, ngon lắm. Trời ơi, tôi nói ăn chứ. Hello. Ủa? Chị đã chuẩn bị thua chưa? Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, cái gì mà kim cương châu báu vậy? Trời ơi, Sam ơi, chị vũ kim cương mà lúc nào không nói em gì? Trời ơi. Ok, các bạn ơi, mình cũng có một đã tiêu diệt được Sam về. À, xin thông báo, la, Sam bị bắt rồi nha các bạn. Các bạn trốn kỹ vô nha, la. Rồi, ok. Còn bây giờ, tiếp tục sử dụng hack của mình. Bây giờ, Cảnh Xuyên Tuần, hãy dịch chuyển ta tới chỗ của Kairon. Hãy cha. Ôi. Ồ, mình đang dịch chuyển tới Kairon mọi người. Ủa mà Kairon đâu ta? Trời ơi, trốn cái chỗ gì mà núp dễ sợ là núp luôn á trời. Cái gì mà gà dữ vậy Kairon? Trời ơi. Ủa. Ủa. Ôi xóa kìa. Bra. Làm gì nhảy nhất vậy? Bây giờ mình mà trốn cái chỗ nào á mà nó bình thường quá thì không được. Simmy á lại đã chơi trốn tìm với mình lâu lắm rồi. Bây giờ Simmy sẽ biến hình chích của mình. Mà bây giờ á mình biến hình đồ vật cũng không được nữa. Biến hình con vật thì lại càng kỳ. Để suy nghĩ cách coi, suy nghĩ cách. Làm gì đây? Cái này được rồi nha. Nếu mà ở đây có nguyên cái cánh cổng như thế này, vậy bây giờ mình sẽ biến cái cửa để mình đứng vô đây. 3, 2, 1. Cuối cùng mình cũng đã biết hình cánh cửa rồi. Mình mà biết hình cánh cửa đó sao Simmy biết được? Trời ơi, sao mình thông minh dữ trời. Đâu ra mà người vừa đẹp trai vừa thông minh như mình nữa. Đó, đặt mấy cái block kim cương lại đây. Sao tôi vô đây tôi đứng cái. Trời ơi, tàng hình luôn má ơi. Trời ơi. Trời ơi, các bạn ơi, các bạn thấy có cái cửa nào mà cái mặt như thế này không? Trời ơi, cái mặt ẩu kìa. Trời ơi, rồi. Đứng cho đều vậy. Đứng cho nó đều đều chứ coi. Cây non sao? Được rồi, để tôi đập nát cái cửa luôn nha mọi người. Ok, trở lại. Thấy chưa? Hey. Ok, đã trở lại hình dáng ban đầu của mình. Cây non hả? Cánh cửa thần kỳ của Doraemon hả? Xin lỗi chứ cánh cửa nào tôi cũng đánh hết đó nha. La. Ủa, Kai ơi, Kai đang trốn ở đâu vậy? Kai xì bo cho Sim xíu luôn. Nãy giờ ngồi trốn gắt quá, không kiếm ai ra luôn á Kai. Khó đúng không? Khó lắm đúng không? Cái này khó với Sim lắm đúng không? Nên Sim mới nhờ sự trợ giúp á đúng không? Đúng rồi, Kai giúp Sim xíu đi. Trời ơi, khó quá. Thôi, nói chung á, Kai là Kai nể mặt á. Sim là bạn gái của Kai. Sim là người mà Kai rất là thương yêu. Nên là Kai sẽ gửi cho Sim á. Là Kai là con gấu tuyết. Trời ơi, dễ thương nhở, cảm ơn Kai nhiều nha. Nhưng mà khoan, Kai biết sao mày Sim nó rất đói chuyển vô siêu thị mua đồ. Mà Kai ơi, tụi Sim thấy siêu thị có cửa màu xanh á. Sim đừng vô siêu thị Sim. Tại Sim vô siêu thị á là Sim sẽ bị mất thời gian nè. Mà Sim mất thời gian là Sim không có ai đi kiếm được mọi người á, Sim hiểu không? Vậy hả, trời ơi, thương quá à. Tôi mở cửa coi, ok, mở cửa ra nè. Mà mở cửa nè. Siêu thị khóa cửa, siêu thị nó khóa cửa rồi. Đây đây, để tôi đẩy cửa ra coi. Trời ơi, cửa đánh mình đó. Trời ơi, cửa giang hồ nè. Trời ơi, cửa giang hồ. Cái siêu thị nó khóa cửa. Hello. Oh, hello. Ủa sao Kai này, Kai bảo Kai là cái con gấu tuyết mà sao giờ Kai thành cái cửa rồi vậy? Từ từ Sim ơi, đợi Kai xíu là Kai có cái hướng này bất ngờ lắm nè. Đâu, bất ngờ gì vậy? Cái cửa có khuôn mặt cười đấy. Tôi biết rồi nha. Trời ơi, cái cửa có mặt cười. Sim chắc chắn cái cái là cái cửa Sim cũng biết đó. Cái cửa biết bắt cua bỏ vô rồi Sim bắt cay vô rồi luôn. Được nữa, ghê quá. Cay dữ trong người cái kim cương. Trời xinh nha, xinh nha. Trời ơi, thương quá. Chị Cam ơi à, bây giờ còn chắc chị thôi đó. Chị có chắc là chị thắng được em không chị Cam ơi? Hả?
Trời ơi, cười nhiều quá. Sao mà em có thể tìm được chị chứ? Được rồi, để xem. Được rồi, cánh xuyên tường, hãy dịch chuyển ta tới chị Cam Mui. Hãy cha, dịch chuyển tới Cam Mui nè. Ủa mà quạt, sư thương tới Cam Mui ta Cam Mui. Chị Cam Mui xinh đẹp của tôi đây rồi. Tụi đang làm gì đây ta, mờ ám vậy? Bây giờ biết chỗ biến thành gì ta? Bây giờ biến thành mấy con bò con gà này cũng bình thường, biến thành bờ lốc thì càng bình thường hơn nữa. Mình phải nghĩ được một cái gì đó nó độc lạ hơn. À, độc lạ hơn hả? Trốn tìm ngày hôm nay không có phong cả đúng không? Bình thường mọi người biến thành này thành kia thì là mà mắc công làm chi. Bây giờ tôi biến thành người này, nhưng mà cái người này không hề bình thường, mà là phải là bình dương. Đâu đâu rồi, rồi đây. Ủa là sao? Từ bình dương như thế này là phải không đây đó. Trời ơi, cái gì? Thì mình sẽ nghĩ đây là phong cận, nhưng thật ra is y ca mùi. Trời đất ơi, cái bộ đồ gì mà độc lạ bình dương dữ vậy trời. Tôi không ngờ cái mùi nghĩ được vậy luôn á. Rồi ok, chị ca mùi đúng không? Bây giờ em biết chịu nha, chị đừng tự chị canh em không biết. Ok, trở lại nào. Hãy cha. Chị Cam Mui à, không ngờ chị lại đục lạ bình dương như vậy. Nhưng không sao, em sẽ vẫn kiếm được chị. Ây da. La 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 la. Na 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 na. Ủa chị Cam Mui còn chắc chị thôi. Chị ra đây cho em kém mấy cái đi chị. Trời ơi. Trời còn chắc chị à. Chị Khái à. Trời ơi, chị trốn rồi, chị trốn chị tỉ. Sao mà đơn giản nhỉ? Chị trốn chỗ này á, chị kể cả chị đứng trước mặt Sim thì cũng không bao giờ nhận ra chị luôn nhá. Không nhận ra luôn hả? Trời ơi, chị trốn chỗ gì mà kỹ vậy? Em nhìn một cái không biết chị là ai luôn đó trời. Khoan, trong cái chuồng heo. Ê, trong chuồng heo ai mới xây cái tượng phong cận vậy? Trời ơi, đẹp dữ người ta. Ôi, cái tượng này hay dữ. Chào cô bé. Chính là thần lợn đây. Thần lợn sao? Hôm nay ta đến đây. Đúng vậy, để cho những chú heo của ta ăn kim cương này đó. Ăn như con ăn sao? Đồ lớn nha. Đúng là một vị thần vĩ đại. Dạ, thưa ông vị thần, dạ con có chút kim cương muốn biếu cho thần. Dạ, con kính gửi vị thần những chiếc kim cương xinh đẹp à. Chị hả? Chị à, cảm ơn. Đánh vị thần lợn là không được nha. Đánh thần heo là không được nha đâu. Vậy sao? Thực ra con là chơi trốn tìm, nhưng mà con đang muốn kiếm chị Cam Mui. Thần có thể chỉ chị Cam Mui đâu ra không hả? Được chứ, cà mùi sao? Ta nhớ là cô bé đấy biến thành cà rốt ở ruộng cà rốt bên ngoài đó. Vậy sao? Vị thần này thật là thú vậy. Nên như vậy mình sẽ dùng một chục phía cơ này quánh ông này. Yeah! Vậy cà mùi đâu? Cà mùi nào? Cà mùi là... Đứng lại! Không quen! Đứng lại! Ôi trời! Sao không cần chạy nhanh vậy? Phong cỡ cà mùi đứng lại cho em! Hai người mất biến thần đi! Cà mùi nào không quen? Ta là thần lợn! Ta là thần heo! Thần lợn hả? Cái gì mà chạy nhanh vậy? Chạy nhanh quá nha. Chạy thần lợn ghê quá. Chị cá vui à, game over rồi. Mình đang trốn mà, em nói gì vậy? Chị mà đang trốn mà. Đừng có xạo chị ơi. Ok, mình là người chiến thắng mọi người. My god. Em cũng là người chiến thắng, thấy chơi chưa? Ủa gì kỳ vậy? Mua canh kiểu gì mà sao Sim tìm hết tụi mình vậy? Chị canh cái kiểu gì vậy chị? Nói chị canh mà. Đâu có đâu, nãy rõ ràng là chị canh mà. Sim có bay ra ngoài hay là có gì đâu. Đó, thấy chưa? Bây lần này không gian gian nha. Ca mua ngay từ đầu trận đã canh. Mà trong lúc em mọi người đi chỗ, mọi người thấy em quay lưng lại không? Mọi người có thấy không? Đó, mọi người chắc chắn sẽ thấy. Chị có thấy nè, em làm có thấy luôn. Sim ấp mặt cho tường luôn, không thèm chút luôn chị ơi. Đó, cái này ảo rồi chị ơi. Nói chung em bây giờ em nói mọi người ngay giờ, mọi người á lại ra chỗ khác đi, để em thể hiện nha, em là người đàn ông duy nhất ở đây, để em thể hiện cái điều này nha. Sim ơi, bây giờ Sim đi trốn đi, để Kai đi kiếm nha. Kai á với cái đầu óc nhạy bén á, Kai sẽ kiếm được mọi người nhanh thôi.
Dữ vậy sao? Em là con trai hả? Trời ơi, chị tưởng em con gái. Nãy giờ chị tưởng chị chơi hộ chị em đó. Gì vậy chị gái gì đó gì rồi ok, bây giờ Kai đi kiếm đúng không? Ok, Kai đi kiếm đúng không? Đúng rồi, bây giờ Kai sẽ người đi kiếm là cho Sim trốn luôn. Rồi ok, rồi bây giờ ta sẽ cùng đi trốn cho mọi người đi trốn thôi. Trốn sao? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kai ơi, đi kiếm được ai? Trời ơi trời. Em kiếm gì đầu tiên nè? Ok, đi trốn nè mọi người. Robot Yare nằm ở đâu? Robot chăm sóc, Robot chăm sóc. Robot chăm sóc. Mấy mai thường xuyên thêm ngu này như phần quà và tiếp đến tận đêm mỗi khi khách hàng cần là. Thôi cho tận tâm, máy tính thêm nâng tầm. Bộ robot rong rong đang nghe robot chăm sóc, robot chăm sóc là robot chăm sóc, robot chăm sóc. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox chăm sóc nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 100. Yeah, yeah, ok, được kiếm rồi. Ôi, gì vậy cái 35, 100 là sao? 35 mà nhảy lên 100 là hơi xa nha các ơi. Trời ơi, cái này là do mình đếm mà mọi người không để ý đó. Chứ là mình đếm là đếm tới 100 này hoài ngoài. Ok, rồi, ca cứ đi kiếm đi nha. Bây giờ là tới mình đi kiếm nè, đó. Ừ, nhưng mà giờ để ý cái khu gần này nó rộng quá ta. Nó hơi căng nhờ. Rộng thật á. Ồ, cái bắt đầu đi kiếm rồi kìa. Mà không biết là hội cho em trốn ở đâu ta. Ok, được rồi, dùng bảo bối của mình chứ sao nữa. Hãy chá. Được rồi. Bây giờ hãy dịch chuyển tới chỗ của chị Camui và Samidao. Hãy chá. Ok. Từ xa xa tôi thấy Camui với Samidao mọi người. Ok, bay tới thôi. Tèo tèo tèo. Trời, tôi cảm giác như tôi đang hát thế giới á mọi người. Đó, đi vô, đi vô. Hay đang làm gì vậy? Bây giờ chị em mình chơi lớn không? Chị em mình sẽ biến thành động vật xem là Simi bắt được em hay bắt được chị. Trời ơi, trời, ủa gì Sim má? Trời ơi, cây đó, chị bị lú à? Cây đó đi mắt. Không biết. Chị em mình chơi một ván đâu xem là Caron bắt được em hay là bắt được chị. Trời ơi, em nói thật luôn, Caron đó, tụi mình chú là cái đời tìm ra đâu chị đến lúc già. Bây giờ mình bọc kể cả thế thì mình sẽ chơi trò tâm lý như thế này. Chứ ở trong một cái khu này, Caron sẽ không bao giờ nghĩ được một cái điều đó chính là sẽ có hai người trốn trong một khu. Nên là chị em mình cũng trốn được em này. Trời ơi, trốn đi, bây giờ em đá cái con heo giống chị rồi, chị cosplay thành con heo đi đẹp nè. Chị em anh rồi, nãy người ta biết thành heo rồi, bây giờ người ta biết thành heo. Đây này, con gì này á là phải biến thành con gà. Chết không? Ủa Mùi đâu? Mùi ơi, đây nè. Nè. Nó lộ biến thành khủng long hay không? Gà gì đâu, chân dài với người mũi vậy. Trời ơi, khủng long. Trời ơi, như thế này nó mới đặc biệt chứ sao mà với con gà kia. Bây giờ chị cho em xem này, nhìn chị sẽ là một lần đấy ạ. Đây, bây giờ chị lên xuống này ạ, đó. Em xem mình nhận ra rồi. Ôi, chị ơi, chị quỷ gì thôi, chị đứng lên đi, có gì. Ok, bây giờ chân dài là có gì mà cay mà tìm. Chị chạy nha, chị chạy nhanh nha, chân cũng chặt nha cay. Nhưng mà vấn đề là em phải thông cảm cho chị, chân chị dài nên là biến thành con trời vật cũng có thể cay. Trời ơi, trời. Thôi, biết là thông cảm đấy. Luôn bây giờ em biến thành con này, chị nhìn không ra đâu, chị nhìn nè, chị đoán xem nha, nhìn bây giờ đứng trong này nè. Em đứng trong đây là chị, em tắt chị tìm ra luôn, từ đứng ở nha, từ từ, để nhắm lại, em ngồi em cúi nha, em cúi vào đó, từ từ. Rồi, em biến hình ra, 1, 2, 3, 4, là xua. Ủa, Sam đâu rồi? Biết thật. Wow. Sam biết thành con cừu chứ mà. Wow. Cái gì vậy bà nào với tôi đó? Vậy gì hết hồn, bà nói tôi nè. Từ từ, từ đó. Vô duyên. Hello. Vậy em còn đỡ chị không chị ngồi chị sợ em cho sợ chị thôi, chị sợ cái chị vậy. Trời ơi, thôi kỳ cục quá. Thôi tôi vô đây, tôi đóng cửa nè. Thôi im lặng nha. Rồi. Ok. Ok sao? Nước xong không nhận nước phiếu nha. Nước xong không phải nước phiếu nha. Nhớ nha. Tôi không rồi. Không ngờ che mà trốn chỗ bá đạo như vậy. Nhưng mà để coi ra đâu có kiếm được ra không nha. Hello, Annyeonghaseyo, không phải em vậy, Annyeonghaseyo, Konnichiwa, Obara, Oma, Canada. Kai đang đi kiếm mọi người. Đi kiếm hồi nãy giờ mà chưa thấy ai nữa. Thôi, vô đại cái trang chạy gà này đi. Tưng, 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 tưng. Con gà này nè. Gà quá, cái chém gà bay tàu luôn, trời ơi. Vậy là bây giờ mình có thịt gà để ăn rồi, quá là được luôn. Trời ơi, Kai vào đúng chỗ hội chém đang trốn luôn mọi người, trời ơi. Hello, mấy con bò nha.
Ừ, trời ơi, cay. Ui ơi, ơi cay kìa. Ai thèm một cái đây không? Ai đây mau lộ mặt ra đây. Con heo này á. À. Ủa sao mấy heo sống chuồng hết trơn người ta? Còn có mình con heo đây à. Đánh luôn, đánh luôn. Chị ơi, chị đừng có kêu chị ơi, kêu hùng lộ chị ơi, im đi chị ơi. Mấy con gà này bớt bớt rồi coi. Nhỏ tiếng lại coi mấy con gà. Ủa từ từ khoan. Nó thích cao vậy rồi. Sao mình nhìn vô đây có con gà nè mà nó cao với ta? Ủa, ủa, từ từ. Ơi, cái bà này nó nói rồi không tin. Ờ, có chân ngông, chân dài. Con gà này nó lạ quá ta. Bình thường mình nhớ là con gà nó đâu có chân đâu mà sao con này nó có chân ta? Từ từ, hình như là bên kia nó cũng có cái gì lạ lắm. Tại, tại em pha đang không cận. Trời hello, ơi. Bên trường cù này có ai không ta? Sao mình thấy có con cù nè, mấy con cù này da nó cũng hơi ngâm ngâm, nó màu trắng nhưng mà hơi ngâm ngâm. Mà sao tự nhiên có con mà nó phát sáng đây luôn vậy? Ê, đứng lại con cù kìa. Trời ơi, đúng rồi, người ta là cù thật mà, nó đang đồ ăn thấy không? Người ta đang ăn không? Trời ơi, ăn thật. Ủa, ăn gì mà ăn cỏ kìa, riêu quá. Trời ơi, riêu quá, trời ơi, ăn cỏ gì mà. Ủa, nhưng mà đây làm gì có cỏ đâu mà ăn. Trời ơi, mù quay gì cay, cừu ăn cỏ kìa, ông nội trời ơi. Ủa, đang ăn đất hả? Trời ơi, cỏ kìa, cỏ dữ. Trời ơi, trời ơi. Tôi với đây là Sam ơi mà. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Trời ơi, Sam ơi, biến thành bình thường đi. Ai coi nhầm ơi, cái ơi. Đứng lên, đứng lên múa rồi. Đứng lên múa cái rồi, đứng lên nhảy cho coi rồi. Múa, 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 đừng chém gì nha. Đừng múa đó. Bây giờ nếu mà Sam muốn em mà không giết Sam phải có cái điều kiện gì đó chứ. Thôi, thôi giờ sao đi, giờ sao đi. Có cách. Còn điều kiện luôn hả cây? Cây ơi, cây có muốn biết chỗ có mua được chỗ ở đâu không? Chị kể cho để cây đứng. Chỗ nào? Nào, phải nhanh đi. Cây bà nãy giờ rồi. Kể cho anh đi. Mình không đúng không ạ? Mình mày đừng không ạ? Để nhanh đi. Con cờ hùng là chị ấy bạn người đâu chị? Nó chị em châu duyên à, à. Đi sao không? Ừ. Cái con gà mà có bốn chân á, nó con gà bốn chân đầu kia là cay muối đó. Trời ơi, có con gà nào có bốn chân? Con gà bốn chân. À, đúng là. Ê, con gà này á, nó con gà này nó sinh gà Bình Dương đúng không? Ừ. Đúng rồi, con gà Bình Dương là muối đó. Trời ơi, đuổi đi cay ơi, đừng đuổi. Thế là con gà nha. Con gà này á, tên nó có phải là cay muối không vậy? Không, gà này là gà Bình Dương, gà này đến từ Bình Dương á. Trời ơi, con gà với con cừu này dễ. Ủa hay quá. Mà còn một mình mẹ Simi thôi. Ờ, mình đứng trên kia sao cai biết được. Ơi, chim đâu rồi Simi, ra đi Sim. Tôi Sammy bà đứng tôi không còn điều gì để nói, tôi buồn tôi khóc. Sim hả? Sim đang trốn một nơi rất là xinh đẹp đó. Ờ. Ok Sim rồi nè. Ờ thì ui chết rồi các bạn ơi. Cái sẽ leo lên lên cây đứng vậy. Tì Sim à. Ủa Steve không chó mà. Ok. Nghe nói chị nghe nè. Hồi sáng Cam mới mua đi mua kẹo á. Sau đó lại giờ Cam muốn chia sẻ Sim ăn á. Sim muốn ăn không? Giúp chị ấn tức thôi. Hãy cha. Sim ơi, hồi nãy Cam muốn có mua kẹo Sim á. Sim muốn ăn không Sim? Sim muốn ăn không? Lên đây nè Sim ơi. Đập cái block này đi. Sim ơi. Sim ăn kẹo đi. Ủa Sim rồi. Ủa. Có kỹ ta. Sim ơi, Sim đâu rồi, Sim trốn đâu rồi. Where are you now? Sim ơi, where are you? Sao tự nhiên Sim đi bay màu luôn rồi. Where are you now? Trời ơi, mà bay mình dùng dịch chuyển tức thời. Không thì mình bị bắt luôn mọi người. Sợ quá. Thôi chạy thôi, chạy thôi. Quá. Yeah, và mình vẫn là người chiến thắng. Mình đi đi đi. Ủa, gì kỳ ca. Tưởng kìm dữ mà ta, sao giờ ngồi khóc rồi. Nãy bắt được ca mươi với Sam thì gáy to đó. Hay quá. Có bắt được đó. Hay quá.
Tại sao vậy? Trời ơi, ơi nhưng mà mọi người, em nói mọi người nghe nè, chắc chắn là hồi nãy Simi đã sử dụng chích hoặc là Simi hát cái gì đó nè. Em thấy Simi trên cây, sau đó tự nhiên em vừa mới tới, em chuẩn bị đánh cái thôi là tự nhiên thấy Simi biến mất luôn. Chắc chắn là Simi dùng chích gì đúng không? Trời ơi, tào lao quá, ông nhìn nhầm rồi đó. Chứ thật ra là tôi trốn sau cái đồi núi kìa, chứ phải trên cây đâu, nãy có gì nhầm đó. Cũng đúng, nghĩ sao mà người ta cái tê le tay bót gì dữ vậy. Trời ơi, ai mà cái vậy? Đúng rồi. Chứ còn nếu mà di chuyển được là gian lận rồi. Đúng rồi, sao thì chắc là có không cả là... hay là do em cay quá cái sau đó em gặp ảo giác mà do cay cay đắng á. Ok chắc là cay rồi. Cay quá rồi á. Ok các bạn, thì nói chung là video trốn tìm của mình như này thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng có lượt phía dưới biết nha. Và các bạn phải hôm nay ai trốn ai tìm địch nhất bình luận phía dưới nha. À các bạn đừng quên, đừng có nói cho mọi người biết là tôi gian lận nha, đừng nói nha. Ok, cảm ơn gì bye bye mọi người và chúc mọi người thật tốt đẹp. À các bạn ơi, và trên màn hình của mình đang có video mới nhất của mình đây, hai video mới nhất các bạn đừng quên kích vào để xem nha, hơi bị hay luôn đó, nhớ nha.